Gì? Cây đánh mắt tên gì chị? Đấy mà em, ngoài đường ta bán đài cần gì phải là hiệu gì? Đừng có quan tâm chuyện hiệu gì. Hợp là được, xài đồ rẻ tiền cũng được. Miễn là mình cũng biết xuất xứ nguồn gốc. Đừng có chấp vào cái chuyện là con Miu nó cứ làm sao, nó cứ canh mình ngồi trước màn hình nó che nha. Nó có vấn đề đó. Đồ, tôi thấy có nhiều đồ make up rẻ tiền mà ok lắm mọi người. Chị, nãy em cắt màn hình lại rồi, đẹp lắm. Em mới vô thì chị nói tắt gì vậy? Em ơi, chị không có chỉ em đánh mắt lại được nữa đâu. Em vô trễ là không xem được là tiếc cho em thôi, chứ bây giờ là chị không thể nào hay sao, hay tẩy mấy còn lại đánh lại. Sao mà em vô trễ dữ vậy em? Cơ hội nhiều khi nó chỉ tới có một lần thôi em ơi. Đó, Miu trang điểm vậy thôi à, chứ con mắt Miu nó không có trang điểm phức tạp đâu. Nhiều khi Miu đi ra đường nha, mất có 10 phút để trang điểm mà. Làm tóc thì mất lâu hơn, tại sấy xiết này kia. Chứ trang điểm thì siêu nhanh, nhanh lắm. Chị chỉ đánh mắt cho Nam đi. Gì vậy bà? Điên khùng, tự nhiên chị đánh mắt cho Nam. Mấy giờ Miu tắt live thì khi nào mọi người chán thì Miu tắt. Mai 10 giờ Miu make up để đi chụp hình. Thì miễn sao ngủ đủ 7-8 tiếng là được. Trễ nhất là 2 giờ phải đi ngủ đó. Em make up một lần 2 tiếng bả làm 10 không vậy nè, nói vậy cũng không đúng. Bạn nào mới comment là em make up một lần 2 tiếng bả làm 10 phút. Thì thật ra vậy nè, nếu như mà Miu đi diễn, đi event, nói chung là đi làm á, thì tổng thời gian mà các bạn trong team make up và làm tóc cho Miu thì nó cũng độ 2 tiếng. Tại vì họ sẽ đánh rất là kỹ, đánh nền rồi đánh khối rồi này kia hết. Còn mà Miu đi chơi với bạn bè hay là kiểu đi đâu cần thiết không phải là công việc á, thì nhiều khi Miu làm có 10 phút à, nhanh lắm.